cọ mình đắp là cọ size số 16. Mình lấy cục bột nè. Cục bột này lấy hơi nhiều rồi, nhưng mà thôi kệ đắp luôn. Hạ cục bột xuống. Đủ đi trong cái khóe. Thấy không? Dậm dậm dậm. Bắt đầu vuốt lấy bột. Vuốt hai bên. Bột này nó hơi khô. Nó hơi khô, mình phải chỉnh lại ly quỳnh chút nha. Mình cho hơi nhiều ly quỳnh thường á, tâm ra nó hơi khô rồi. Rồi mình đắp xong này mình chỉnh ly quỳnh lại. Chỉnh lấy xếp nè. Mình đắp ngón cái mình để mình coi cái bột nó làm sao á. Mình chỉnh cái xa cái ly quỳnh của mình lại cho nó dễ đắp. Thực sự nó đắp cũng được nhưng mà nó khó đắp. Đợi xíu đi, mình làm xong cái mình pha ly quỳnh lại nha. Cái này cho chút xíu siêu thôi. Đã lên trên đây chút. Dặm dặm vô cho sát đi trong khóe. Đi thấy bên cái khóe. Rồi, này hơi khô rồi. Hơi khô thì lấy ly quỳnh đậm ra. Đổ vô chút. Giờ là đắp ok, bảo đảm luôn. Nhưng mà cái ngón này làm kim tuyến nha. Nói thôi mình sẽ làm kim tuyến cái ngón đó sau. Giờ mình đắp thường chứ đi. Thả con bột đi trên cái khóe cho nó tròn khóe thấy không. Rê xuống chút, đủ nó vô. Chấm nó vô trong cái kilico của mình. Lấy chút xíu nước. Dặm dặm dặm. Dặm này để chi? Cho bột nó mỏng với lại cái bột á. Khi mà mình dặm vậy nó sẽ vô sát trong cái khóe của mình ha. Nó tròn cái khóe. Bắt đầu mình vuốt bột rồi. À, bột bây giờ dẻo hơn rồi bây giờ. Pha chút xíu đi quỳnh thôi, đắp khác liền. Còn mình không có pha cái mình cứ vậy mình đắp á. Mình đắp khùng luôn á quý vị. Mình đắp á, cái đi quỳnh nó mau khô quá, nó mình kéo như điên luôn á. Kéo đâu có kịp đâu. Thì thay vì mình làm như vậy nó rất là khó, thì mình pha đi quỳnh đậm vô. Pha đi quỳnh chảy á, đi quỳnh soda á. Là nó hết chảy rồi mình đắp thôi. Đó. Mình phải tùy cơ ứng biến nha. Đọc được trận đấu. Nhạc nào mà mình cũng phải hát, hoặc cái sàn nào mình cũng phải nhảy hết nha. Hip hop cũng nhảy nha. Bolero cũng hát luôn. Chân cho nó sáng cho một bé. Ok. Nhớ nha. Nhạc nào cũng phải hát nha, ok. Sàn nào cũng phải nhảy nha, ok. Rồi tiếp tục. Sướng 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 luôn á. Hello anh chị em và các bạn nha. Bút là sướng nhất, đúng là bút là sướng nhất trong cái chuyện làm nail á. Nè coi bút tiếp nè, lấy cục bột này ha, hãy lấy cục bột không, sau là 61 nha, thả cục bột trong khóe cho nó tròn khóe không, rê nó xuống ha, để mình đuổi nó lên ha, cái chùi cọ đi ha, lấy chút xíu nước ha, dặm dặm vô kia cò ha, bắt đầu nè, vuốt này ha, sướng nè, lúc tới này là lúc sướng này ha, trái nè. Phải nè, giữa nè, trái nè, phải nè, vô giữa nè, trái nè, phải nè, vô giữa nè. À, bình tĩnh mà rung nha. Cắt bột nè, cục gái. Chứng thấy sếp. Thấy cái cỏ của mình không? Clean cái khóe của mình đi cho nó tròn đẹp. Clean cái khóe đi. Đó, xong thấy không? Lắp về lắp đỡ dũa nha. Khi bột cho xíu thêm xíu bột đi, cho nó dặn dặn lên, cho nó cong cong lên cho nè. Clean cái khóe nè. Dạ. Bị bờ quá anh ơi, chết màu bị bờ hả? Gì kỳ vậy? Bị bờ quá hả? Rồi thấy rõ chưa? Rõ chưa bà con cô bác? Không có để ý nha, sorry nha. Dài giờ nè, ngón cái thì nó dài nó bự thì đắp hai cục nha. Dẫn đắp hai cục. Cuộc tình thứ nhất anh đã trót trao về em nè, tình yêu đầu tiên. Đắp cục bột là hát bài thế. Hao vuốt bột nè, lúc này là sướng nè không? Trái nè. Phải nè, như giữa nè, trái nè, phải
chảy nè, dây gì nữa nè, cắt bột nè, chân đáy xếp, chân đáy xếp. Ok, then we're gonna get another bit. We're gonna play right at a key core area. Push up, pushing up. Then we're gonna use the tip of the brush. Ok, and twist, twist. Ok, then we're gonna use the tip to tap, tap, tap. So whenever you tap like that, the powder is gonna get into the cuticle. Okay, it's gonna get the shape. Okay. Chân lấy shape. Okay. Rồi. Lấy chút xíu xíu bột này không? Cái mình dặn 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 đó nè. Dặn cho nó có một cái lớp bột thiệt là mỏng. Không. Cái mình bỏ kim tuyến lên, mình ảnh nó lên, đại lên biển sao nó đầy cái móng thôi. Không. Biết tại sao mình đắp cái món này cuối cùng không? Tại kim tuyến á, mình đắp trước á, cái kim tuyến là giới ly vịt của mình. Giới ly vịt của mình, cái mình đắp mấy màu kia, kim tuyến nó dính lên lên cái mấy cái ngón kia. Không. Thì mình đắp cái kim tuyến đắp xong cùng. Vậy thôi. Bỏ kim tuyến lên này không? You like this glitter? Đây. You like this glitter? Ok. Bỏ lên rồi, mẹ like rồi. Chết ta luôn đó. Chết ta luôn đó. Đây có 215 vị anh hùng lương sư bạc đang coi nè. Nói ai đang like cầm chết luôn đó quỷ sứ. Cái đồng quỷ sứ cái chết sợ nha. Em này em khó chịu lắm. Nên làm cái đầu hỏi cái đó. Khách quay mà quen ai có tính mình biết liền đó. Rồi mình bỏ đầy nó lên vậy rồi cái mình đắp bột clear lên là xong đó, dễ lắm. Thấy cục bột không? Mình thả cục bột cho nó tròn khỏe nè đó. Cái mình dặm 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 ha. We're gonna tap tap tap. Then we're gonna go on the two side. Clean critical ha, cái đầu dũa này thì nó không có làm cho khách bị chảy máu. Cái công dụng của cái đầu dũa này là clean cái khóe, khách nó không có chảy máu, khách không có đau cay ha. Đó là ai mà dũa mà dạy như là không rành á thì dũa cái đầu dũa này gọi là cái đầu dũa clean critical. Còn ai mà rành rồi á thì dùng cái đầu dũa này thì dũa nó sẽ nhanh hơn mà nó mịn cái mặt bột hơn, gọi là cái đầu dũa huyền thoại hay là thế. Đó. Dũa này thì dũa nhanh hơn nè. Tại nó bự hơn, nó bự hơn nó dũa nhanh hơn. Khô chưa? Này chưa khô. Đó. Clean critical ha. Nên clean đó. Nhớ chạy cái đầu dũa này là mình không có đè cái đầu dũa nha. Đè đầu dũa thứ nhất là tay khách nó sẽ đau. Thứ hai nó sẽ bị mất bột ở cái critical. Ha. Mà khi mà mình dũa mình á là mình không có nhấc cái đầu dũa lên mà mình để yên cái đầu dũa trên một móng mà mình đưa qua đưa lại.
sẽ mịn, cái mặt móng của mình rất là mịn luôn. Thấy không? Là cái đầu dũa này. Đó. Cục nè, mình chạy nó khóe nè. Như cầu này cũng cưng quá. Đi nó khóe thấy không chạy không? Tuyệt đối là không đè cái đầu dũa nha. Đè đầu dũa là cái chân bộ của mình mất bột đi. Nó không đẹp nữa. Nhớ nha. Dạ, anh đăng ký lớp học qua số điện thoại của anh nha, Handy Boy. Em gọi số phone 818 747 8781 để em đăng ký lớp học vào tháng 12 nha. Chứ lớp tháng 10 là anh phụ rồi. Lớp tháng 10 giờ đăng ký là đã quá trẻ cho một cuộc tình rồi em ơi. Tháng 12 nha. Đó, mình nhớ mình vũ mình á, mình phải vũ từ trên vũ xuống nè, thấy không vũ không? Thấy không vũ không? Không có phải là vũ cứ muốn vũ sao là vũ ha, vũ nó phải đúng thì nó mới nhanh và nó mới bệnh được, chứ thôi nó lồi lõm nó gồ về nó không có bệnh đâu. Vũ phải có thứ tự lớp an, vũ từ trên vũ xuống, từ trên vũ xuống, từ trên vũ xuống, từ trên vũ xuống. Ok, này khô rồi nè, khô rồi vũ luôn. Cái này em nó bị hen meo nha, bị hen meo sẵn này chưa vũ á, máu mà em nó bị hen meo mà né cái chỗ nó ra đúng rồi, nó sạch tương á. Thấy không giữ mình không? Phải đèo tay. Có nhiều khi anh không thấy có nhiều người mắc cái lỗi là vậy nè, vũ mình á, không thấy vũ hay vũ vậy nè, gieo bên đây cái, gieo qua đây cái, rồi gieo qua đây cái, gieo qua đây cái, vũ nó không có thứ tự lớp lan, ha, nó không có thứ tự lớp lan thì chỗ vũ thì nó lõm xuống, chỗ vũ nó lồi lên, ha, làm vậy nó không có đều cái mặt móng của mình, mà vũ mình á mình phải từ trên nè, coi nè, từ trên mình đi xuống. Thì nó mới đều được nha. Chứ phải muốn vũ sao là vũ nha. Vũ theo cái cảm tính của mình. Mình phù hợp à, cái người này họ muốn like có phần thôi. Mình vũ ít thôi nha. Vũ để cây vũ cho đúng. Để cây vũ cho đúng. Rồi để cái cây vũ cho nó đúng nè. 90 độ không? Rồi qua bên đây mình lia cái cây dũa chút để chi để bên đây nó thẳng cái xếp của mình. Rồi tiếp tục nha. Ở Việt Nam có mua được cỏ không anh? Em Jerry em à, ở Việt Nam thì em phải inbox cho anh là anh chỉ chỗ cho em mua ha. Và để cây dũa nè, để xéo không ôm cái xếp lên, né cái chỗ hen meo ra không, trong hồi dũa hồi không để ý là sạch tương á. Đó, cái bắt đầu kê cái đặt cây dũa cho nó đúng. Lia bên đây chút, lia bên đây chút. Đầu dũa mịn này bao nhiêu cái thì anh đầu dũa mịn là 200 đồng cái em. À, để cái cây dũa cho nó đúng nè. Thấy phong dũa cái là nó thẳng băng cái xếp của mình thấy không? Nè, để cây dũa cho đúng là dũa một hai cái là ra liền nè. Nè. Không, thẳng băng cái xếp của mình rồi thấy không? Rồi mình mới ra những cái đầu móng. Rồi mình mới lia bên đây chút, mình lia bên đây chút. Xong. Không, làm đúng cách nó dễ ra lắm. Dễ ra cái xếp nha, cũng phải dễ ra cái khác nha. Để nè ha. Thôi để cái vũ xéo ha. Để cái vũ đúng là vũ nó ra liền à. Lia bên đây chút nè, lia bên đây chút nè. Xong. Không, để cái cây dũa nè. Không có để thẳng nha, để xéo. Không có
có để thẳng nha, để xéo. Nó bắt đầu để cái dũa cho nó đúng rồi. Bắt đầu lia bên đây chút, lia bên đây chút, xong bắt đầu cái này mới quan trọng nè, quay ngược cái tay lại, cái này rất là quan trọng nha, để mình sửa cái xếp của mình lại. Thấy không? Đó. Mình nhìn nó chưa thẳng đúng không, sửa nó lại. Thấy cái chỗ này nó u u u u, dùng cái cây dũ của mình ngoài nó đi. Đó, tiếp tục ha, cái cây dũ nè, cái cây dũ nè cho nó đúng nè, dùng cái đầu móng cho nó thẳng ha. Cái bước này vô cùng quan trọng nha, nó sẽ làm cho cái xếp của mình thẳng hay không là do cái bước này á. Cái xếp của mình nó có đẹp hay không mình do cái bước này nha. Đó, thấy không, sửa cái xếp không, thấy rõ không? Đó, cái xếp của mình là không. Đó, mình nhìn mình phải để cái cây dũa vô mình mới biết, mình mới sửa, để cái cây dũa vô sửa nha, để cái cây dũa vô sửa cái mình bóp phần, bóp phần bóp đúng nha, bóp mình chập cái là cũng không có, có cái móng của mình nó bị không có đẹp á. Mình bóp, mình bóp vào, mình sẽ bóp cho nó đúng. Bóp thì bóp xuôi xuống nè, theo thấy bóp xuôi xuống, không có ai đời mà bóp vào mà bóp ngược lên trên nha, bóp xuôi xuống. Cái thấp cốt này trước giờ mình chỉ xài cái thấp cốt này thôi. Thấp cốt này nó bóng và nó không có bị chóc, nó không có bị vàng cái móng của mình. Thấp cốt này là hiện tại bây giờ bán đồng chai, Phong không có bán nha, Phong mua ngoài supply không xài thôi. Sơn ở dưới này nè cho nó nhìn nó xuyên thấu á, cái móng dạng như móng xuyên thấu á, nhìn cho nó đẹp. Nó đẹp tròn trạc phát tay à, nên nói vậy là xưa rồi ha. Nếu quý vị thích thì bấm like, nếu quý vị không thích thì bấm subscribe. Nếu thích thì nhấn like, mà nếu không thích thì nhấn subscribe nha. Trạc phát tay thì xưa rồi. Dạ, có câu mới nha, thích thì like mà không thích thì subscribe. Già dơ quá ha, già dơ vậy chứ mà bỏ dầu vô cái lạnh hết rồi. Đấy, mình sẽ chơi cái chiêu thức mà tiếng hát ác tiếng bom nha. Da nó đang sùi sùi lên vậy, tại bên Mỹ không có cắt da quý vị, bên Mỹ làm này không có cắt da nha. Khi nào yêu cầu làm mới làm thôi, mà làm phải trả thêm tiền nha chứ không có làm free. Đó. Từ xong vội vàng quá vậy, vuốt mấy xếp à. Nha. Thích thì like, không thích thì subscribe. Ok, bước mình bôi lên Kiriko nè. Bôi lên Kiriko nè. Thấy không? Mấy cái da chết nó lặn liền. Né cái chỗ của máu này ra nè. Nó không phải máu mà dạng như nó bị email á. Xong thôi, đơn giản bình thường như cân đường mà hấp sữa thôi. Nó khô rồi đó, bóng không? Thấy thấp cốt này bóng không? Thấp cốt này là number one cái. Anh chị em mua về xài 8 đồng chai cũng mắc lắm đó.
kỳ tí ngạc ông ánh không, ông ánh không, lung linh lấp lánh lập lè ánh sao mai.